Theo các doanh nghiệp, việc các đối tác truyền thống bất ngờ tăng nhập khẩu gạo hơn so với dự tính, giúp nhu cầu trên thị trường tăng gạo. Điều này đã giúp cho giá gạo của Việt Nam liên tục tăng cao và trở lại vị trí cao nhất thế giới. Với đà tăng nhập khẩu của các đối tác, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay có thể cán mốc khoảng 8 triệu tấn, thu về hơn 5 tỷ đô la Mỹ, mức kỷ lục mới chưa từng có. Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, hiện giá gạo Việt Nam đang tăng ngược chiều so với các đối thủ Thái Lan và Pakistan. Gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được giao dịch ở mức 575 đô la Mỹ một tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 14 đô la Mỹ một tấn và gạo Pakistan 34 đô la Mỹ một tấn. Gạo 25% tấm của Việt Nam cũng tăng lên 539 đô la Mỹ một tấn. So với các quốc gia xuất khẩu gạo top đầu thế giới, gạo Việt xuất khẩu đang có mức giá cao nhất. Đây cũng là sự trở lại ấn tượng của gạo Việt, bởi cách đây một tháng, gạo xuất khẩu của nước ta đều thấp hơn gạo Thái Lan, Pakistan và Myanmar. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản cho biết, xuất khẩu tôm Việt Nam trong tháng 7 đạt 375 triệu đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ. Đây là tháng ghi nhận giá trị xuất khẩu cao nhất kể từ đầu năm. Xuất khẩu tôm ghi nhận tăng trưởng ở hầu hết các thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc vẫn ghi nhận giảm hoặc chỉ tăng nhẹ những tháng trước đó, thì trong tháng 7 đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng hai con số. Tồn kho giảm bớt, nhu cầu nhập hàng phục vụ các dịp lễ cuối năm khiến cho các thị trường tăng cường nhập khẩu. Bên cạnh đó, giá tôm nguyên liệu từ các nước sản xuất trên thế giới cũng như Việt Nam có xu hướng tăng, tác động tích cực lên giá tôm xuất khẩu. Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng đón đoàn khách quốc tế của tỷ phú Ấn Độ đến tham quan Hà Nội, Hạ Long và Ninh Bình. Dự kiến đoàn khách có khoảng 4.500 người. Thị trường du lịch Ấn Độ đang diễn ra sôi động. Đặc biệt, du khách Ấn Độ đi du lịch ra nước ngoài tăng rất mạnh thời gian gần đây. Trong đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến được ưa chuộng. Cuối tháng 8 này, theo thông tin, sẽ có một tỷ phú Ấn Độ đưa 4.500 nhân viên đến Việt Nam du lịch. Đoàn sẽ chia thành nhiều nhóm nhỏ, dự kiến du lịch từ 4 đến 5 ngày, tham quan Hà Nội, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình. Đoàn khách du lịch có số lượng khách lớn, dự kiến sẽ chia thành 7 đợt tham quan liên tục từ sáng ngày 28 tháng 8 tới ngày 5 tháng 9 năm 2024. Để tạo ấn tượng tốt nhất cho đoàn du khách Ấn Độ, các sở ban ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đã bố trí phương án đón tiếp, phương tiện, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là bảo đảm chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi, ấn tượng tốt, đáp ứng được những yêu cầu riêng của đoàn khách. Vừa qua, ngành đường sắt đã thực hiện lắp đặt máy bán vé tàu hỏa tự động tại các điểm đến du lịch trong nước như Bưu điện thành phố Nha Trang, Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh, Ga Đà Lạt, Văn phòng Trung tâm hỗ trợ du khách tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An. Máy bán vé tàu hỏa tự động có màn hình rộng, ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt và tiếng Anh. Người dân và du khách có thể dễ dàng thực hiện các thao tác như lựa chọn thông tin vé, phương thức thanh toán, tiến hành thanh toán giao dịch theo chỉ dẫn. Thiết bị này giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi khi xếp hàng tra cứu thông tin, mua vé tàu vào dịp cao điểm, giảm rủi ro khi sử dụng tiền mặt. Ngoài ra, còn giúp khách hàng chủ động trong chọn lựa loại chỗ, mua nhiều chặng và nhiều tuyến khác nhau. Thưa quý vị, thống kê của Cục Hàng hải Việt Nam, đến hết tháng 7, số lượng hàng hóa container tồn đọng trên 90 ngày tại các khu vực cảng biển đã quá 7.650 chiếc, tập trung chủ yếu ở các cảng biển lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Vũng Tàu. Nguyên nhân lượng lớn container tồn đọng lâu ngày chưa xử lý được do nhiều lý do khách quan như hãng tàu vận chuyển đã giải thể và phá sản, chủ hãng từ chối nhận hàng hoặc không có thông tin liên lạc được với chủ hàng. Để tiếp tục có giải pháp hiệu quả, Cục Hàng hải Việt Nam kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan, chỉ đạo Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan Hải Phòng bố trí nguồn tài chính nhân lực để đẩy nhanh tiến độ xử lý hàng hóa tồn đọng trên 90 ngày để giải phóng kho bãi cảng và thu hồi container rỗng. Đồng thời kiến nghị Bộ Tài chính xem xét sửa đổi thông tư số 203 của Bộ Tài chính, giảm bớt quy trình thủ tục, giảm thời gian xử lý hàng tồn đọng tại cảng.